Và chỉ cần nhìn vào mắt, nhìn vào khẩu hình mồm của nhau thôi là hai thằng đã hiểu nhau rồi ạ. Nói chung là lần đầu đi phim mà Khoa được một bạn diễn chăm sóc ngang với vợ mình như Tú. Tú cho Khoa uống thuốc chống nắng, cho Khoa sức kem chống nắng, cho Khoa mượn son môi, cho Khoa mượn dưỡng tóc, rồi mượn dưỡng ẩm. Nói chung là Tú có những mỹ phẩm gì để chăm sóc nhan sắc thì Tú hiến dâng cho Khoa hết. Chăm xong thì Khoa không khép mồm lại được. Thật sự hai cái mép mồm là mình không thể nào mà mình làm cho nó khớp lại với nhau. Và nó cứ, nếu đúng nó cứ tè hè, nó cứ trưỡn ra. Cuối cùng thì lên phim môi vẫn thâm ạ. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Nhan, mình là anh Tú. Mình là Mạc Văn Khoa. Và lần đầu hai thằng quay chung một bộ phim điện ảnh chung tuyến với nhau. Và quay chung với nhau rất là nhiều phân đoạn. Thì cảm giác lần đầu nhưng mà cứ ngỡ là hai thằng đã có cái sợi dây kết nối từ lúc nào rồi đấy. Nó không phải là sự bỡ ngỡ nữa, giống như hai thằng đã làm việc với nhau rất là nhiều. Và chỉ cần nhìn vào mắt, nhìn vào khẩu hình mồm của nhau thôi là hai thằng đã hiểu nhau rồi ạ. Là thật ra thì hai anh em cũng may mắn một cái là hai anh em cũng đã chơi với nhau ở ngoài, tiếp xúc với nhau ở ngoài rồi, nên là khi vào phim nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với những cái bạn diễn viên khác nếu như mà hai người chưa thân với nhau ở ngoài, hay là hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Đây là một dự án mà mình phải đi tỉnh rất là nhiều. Hầu như là đến 80% là quay ở tỉnh. Ở Phú Quốc, ở Đồng Nai, ở Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Và thậm chí là đi sang cả nước ngoài để quay nữa. Nói chung là lần đầu đi phim mà Khoa được một bạn diễn chăm sóc ngang với vợ mình như Tú. Tú cho Khoa uống thuốc chống nắng, cho Khoa sức kem chống nắng, cho Khoa mượn son môi, cho Khoa mượn dưỡng tóc, rồi mượn dưỡng ẩm. Nói chung là Tú có những mỹ phẩm gì để chăm sóc nhan sắc thì Tú hiến dâng cho Khoa hết. Không, thật sự đấy là chỉ là đồng nghiệp và tình của hai thằng bạn thôi. Nhưng mà thật sự là có Tú quay phim chung với Tú thì mình cũng nguôi ngoài đi cái nỗi nhớ vợ. Tốn nhiều thời gian thì chắc là cảnh mà 4 người ngồi bãi biển ngồi nói chuyện với nhau là cảnh mất nhiều thời gian nhất. Nó mất nhiều thời gian không phải là do về phần diễn xuất mà do về nhiều yếu tố khác, về thời tiết. Mất rất là nhiều ngày từ ở Phú Quốc và ra tới cả Ninh Thuận để chỉ quay một cái cảnh đó thôi. Tại vì hôm mà quay Phú Quốc thì trời bão này, rồi sóng đánh này, rồi mưa này, nên không thể nào mà quay được. Sự thì khi đọc kịch bản và có những phân đoạn thì Khoa cần phải vào những cái vai mà nó phải nói là sang và nhìn có ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt. Thì Khoa đã mạnh dạn là quyết định đi xăm môi. Và khi tới xăm môi thì hỏi cái bạn xăm ấy là có sưng hay không, thì bạn nói là cũng tùy cơ địa, nhưng mà em xăm thì cũng ít người sưng lắm. Nhưng thật sự sau khi mở mắt ra xăm xong thì Khoa không khép mồm lại được. Thật sự hai cái mép mồm là mình không thể nào mà mình làm cho nó khớp lại với nhau. Và nó cứ, nếu đúng nó cứ tè hè, nó cứ trưỡn ra. Mà ăn không ăn được, uống không uống được. Và lúc đấy mình rất là bực, bởi vì mình chưa chịu cái rơi vào hoàn cảnh đấy bao giờ. Và mình chỉ sợ nó sưng tới ngày quay nữa thì chắc là mình cũng chết luôn á. Nhưng mà may mắn nó chỉ sưng đến ngày thứ hai, bắt đầu nó xẹp dần. Cuối cùng thì lên phim môi vẫn thâm ạ. Thật ra từ trước tới nay tất cả những các đạo diễn mời vai á, à có một phim, chỉ là phim Chừng Quá Trăm Tỷ là mình lần đầu tiên mình được đóng vai nghèo. Còn từ trước giờ các đạo diễn toàn mời mình vai nhà giàu thôi. Và mình cũng nói với rất nhiều các anh đạo diễn là cho em thử một cái vai khác được không. Nhưng mà ông nói là không biết, viết kịch bản này là nghĩ tới Tú liền. Hy vọng là sang năm tới thì mình sẽ được thử sức nhiều loại vai khác nhau hơn. Thật sự thì điều đó là đúng ạ. Trước giờ Khoa chưa bao giờ Khoa nghĩ rằng là mình phải ra ngoài phải mặc cho nó lịch sự, hay là không phải lịch sự mà mặc cho nó đẹp, hay là đi đâu đó đơn giản thôi. Tú trong phim thì thật sự Tú có nói với Khoa là tùy vai diễn, ví dụ như trong phim này cậu phải vào những vai mà nó sang, nó cần cái sự sang trọng và cái sự sáng sủa trên khuôn mặt, thì cậu phải là người mà cậu giữ được cái hình ảnh của mình. Giống như da cậu đã đen rồi thì bây giờ cậu phải sức chống nắng, cậu phải uống thuốc chống nắng vào để cho nó sẽ là nó không bị cháy nắng một cách tối đa. Chứ cậu mà buông thả bản thân là mặt nó lên nó cháy nắng thì mình không thể nào, mà rất khó để diễn ra cái vai đấy. Sau đấy thì Khoa cũng nghe lời Tú và cũng cố gắng hết sức. Nhưng mà thật sự thì sức người nó cũng có hạn. Mình làm tất cả mọi thứ rồi nhưng mà nó vẫn đen. Còn vấn đề điệu thì thật sự cũng không có điệu đâu, bởi vì mình ra ngoài thì mình xịt xịt, mình vuốt vuốt xíu thôi. Chứ không phải là điệu. Xin chào và hẹn gặp lại.